Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, sau một giờ tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất vào tối ngày 24 tháng 3 năm 2018 vừa qua, lượng điện năng tiết kiệm được trên cả nước là 485.000 kWh, tương đương với 834 triệu đồng. Cùng với khoảng 7.000 thành phố trên toàn thế giới, đồng loạt 63 tỉnh thành phố của Việt Nam đã hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất bằng hành động biểu trưng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong một giờ, từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 phút Năm nay, chủ đề của chiến dịch giờ trái đất của Việt Nam là Go More Green, Hôm nay tôi sống xanh hơn, nhằm kêu gọi mọi tổ chức cá nhân, gia đình, doanh nghiệp cùng chung tay hành động để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, hướng tới một xã hội phát triển xanh và bền vững. Trong suốt gần một tháng qua, chiến dịch giờ trái đất 2018 đã được các tỉnh, thành phố trên cả nước hưởng ứng mạnh mẽ. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chiến dịch đã góp phần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả của người dân, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu